kìa, ôi ôi ôi. Đi ở bên đây là mình. Thiệt có ấy rồi kìa. Ui thằng mật luôn này. Cửa kính của mình bật luôn. Nó đen như ở chúng nhà bán ga chứ. Bị làm sao nhỉ? Hả? Ủa kìa, Linh ơi, nó xì ra kìa, Linh ơi, Linh. Ui. Ui. Ui, nó xì ra nhà bên kia rồi. May mà có cái xe cứu được mấy đứa con. Ui. Nó có bắn tận ra đây luôn. Nó bắn tận ra đây cơ mà. Ui, cửa kính của mình bật luôn. Nó có cái gì mà bắn ra nhà em rồi. Bây giờ coi là khổ thân ấy. Ôi, nó con bay ra nhà mấy hồ đó kìa. Ui. Rồi. Còn đến nhà gà bên cạnh ấy nữa chứ. Mẹ kia lại còn đứng ở kia xem bắn ra cho. Cứu hộ bây giờ nó chỉ đợi tắt lửa rồi nó mới ra. Tất nhiên bà nó nổ chết. Bây giờ nó nổ. Tầm mình ra thế. Kìa ui. Ui. Ủa kìa ui. Sợ vãi. Phun là mầm kìa. Kìa thì gần bài đấy nổ kính kìa. Cửa kính ấy thì gần kìa. Ui nổ đấy thật đấy. Em ơi nhìn cái cửa kính này. Tôi chỉ mong hết thôi. Em ơi, có chúng nhà bán ga chứ, ô kìa. Ui. Sợ thế. May là ra được, cái không có chết cả nhà ấy. Ô, mấy đứa trẻ con mắc kẹt thế. May là Thủy Kiều chạy sang bên nhà Hồng Sơn đang sửa kìa. Cái mấy đứa trẻ con bị mắc kẹt ở trên, may mà mãi mới cứu được thôi. Cái xe thì nó đưa cái ấy lên này. Được cái ga xuống xong rồi mẹ nó còn phải trèo sang bên cạnh, còn xuống sau, mãi xuống sau cơ mà. Thế còn đứa nào nữa? Thường ba đứa, một đứa trẻ con, một đứa nhỏ, mấy mẹ nó. Ui. Hai đứa nào xuống. Phun đi, mẹ cái bọn này. Tiền đang lổ thì ai dám phun? Đấy lúc mang từ xa cơ mà. Lúc mang xuống có hai đứa trẻ con xuống. Ui sợ thế. Xong mãi về sau chị Thủy trèo sang nhà bên cạnh ba đứa. Phải nổ cháy to rồi. Ui giời. Sợ quá. May là Linh mẹ mặc mẹ áo mà đi thôi. Đi thôi. Đi sâu quá mọi người ơi. Thương quá. Khổ thế nhở. Đã dịch Covid thì chờ. Có mỗi cái giặt à. Em ơi, nó quần 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 kiểu ui. Ui. Có xe máy kia luôn. Tưởng tượng người ở kia nhỉ, em ơi. Em ơi, đứng sau cái dèm này không nhớ là nổ kính. Nếu mà không cứu, cứu được một chuyện thôi. Ui, điện nhờ, ui. Chết rồi, sợ quá. Người điện là người ta bật cứu rồi đó. Ui, em ơi, kiểu ơi, ui, cái xe điện kìa, ui, ui, ui. Xong, nhà chị cửa nhỉ. Em ơi, sợ chưa? Ui, lửa to thế. Ui, cháy xe rồi. Ui, sợ đấy mọi người. Xe máy á. Có cá mà hút luôn á. Mày đừng đây mà cửa kính còn rung rung luôn ý. Ôi, nãy nó rung mà. Giờ ông Dương rồi, cháy sang bố nhà Thủy Cường rồi. Sao nó không phun rớt mấy nhà bên cạnh ấy nhở? Phun nước kìa. Nhà chị, nhà ông Sơn, à nhà Thủy Cường, nhà ông Sơn, nhà Thủy Cường. Nhà phun nước là nó. Ui, sợ mọi người ơi. Bây giờ mới phun nước. Phun ở nhà ông Sơn đi. À, nhà Thủy Cường kìa. Ừ. Sao nó đây là